Theo Bộ Ngoại giao Nga, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã được triển khai tới Cộng hòa Kazakhstan trong một nhiệm vụ có thời gian giới hạn. Lực lượng này bao gồm binh sĩ từ 5 nước thành viên còn lại của CSTO là Nga, Belarus, Armenia, Tajikistan và Kyrgyzstan. Các binh sĩ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan chính phủ và cơ sở quân sự, đồng thời hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật và trật tự, ổn định tình hình. Việc triển khai quân được tiến hành sau khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Tối cao CSTO, quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình theo đề nghị từ phía Kazakhstan, cho rằng quốc gia này đang đối mặt với mối đe dọa can thiệp từ bên ngoài. Kazakhstan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khi các cuộc biểu tình liên quan giá nhiên liệu tăng đã nhanh chóng biến thành bạo lực và lan rộng tại nhiều thành phố. Bộ Y tế Kazakhstan cho biết bạo loạn đã khiến hơn 1.000 người bị thương, trong đó hơn 400 người phải nhập viện. Tối 5 tháng 1 theo giờ địa phương, Tổng thống Kazakhstan đã chính thức yêu cầu các quốc gia thành viên CSTO hỗ trợ thiết lập lại an ninh, đồng thời cáo buộc các nhóm khủng bố đứng sau nhiều cuộc bạo loạn. Chính quyền đặc khu ngày 5 tháng 1 thông báo, trong vòng 2 tuần từ 0 giờ ngày 7 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1, Hồng Kông sẽ cấm ăn tối trong nhà hàng sau 18 giờ, đồng thời giảm số thực khách. Đối với các nhà hàng loại B, số người ngồi tối đa trên một bàn ăn là 2 người, loại C là 4 người và loại D là 6 người. Dịp này hàng năm là mùa cao điểm tổ chức đám cưới và tiệc cuối năm. Để giải quyết khó khăn trước mắt, nhiều nhà hàng đang chuẩn bị dịch vụ giao hàng. Tuy nhiên, với hình thức tạm thời này, các nhà hàng cũng chỉ có thể lấp đầy 10% hoạt động kinh doanh. Ước tính, lệnh cấm trong 14 ngày có thể khiến ngành dịch vụ ăn uống ở Hồng Kông tổn thất ít nhất 4 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương hơn 510 triệu đô la Mỹ do nhiều thực khách đã hủy bàn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Các nhà hàng ở Hồng Kông đã chuẩn bị nguyên liệu và nhân viên cho mùa cao điểm của năm mới. Tuy nhiên, quy định siết chặt này chắc chắn sẽ tác động lớn đến chủ cửa hàng ăn và nhân viên. Trong khi đó, chính quyền đặc khu khẳng định các biện pháp phòng chống dịch hiện tại có thể được coi là mang tính quyết định và sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn dịch bệnh bùng phát để người dân có thể đón một cái Tết vui vẻ, an toàn. Mạc Luyện, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc.